Sáng ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách trên quốc lộ 14 khiến một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 7, xe khách giường nằm mang biển số 81B01447 chưa rõ người điều khiển chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi xe đến đoạn ấp 4 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì tông thẳng vào đuôi xe khách giường nằm biển số 50F04528 đang dừng phía trước. Cú tông mạnh khiến xe khách 81B01447 bị vỡ nát phần đầu, phụ xe Vũ Trí Thiện, 19 tuổi, quê tỉnh Gia Lai tử vong, hai hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe khách 50F04528 cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên hai xe hoảng loạn la hét. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước có mặt phân luồng để tránh gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 14. Các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.